Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh của Nguyễn Thị Ngân Official. Dạ, bây giờ đã là 4 rưỡi chiều và tụi em đã có mặt tại trường tiểu học Tô Hiệu. Dạ, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Dạ, bây giờ là đã buổi chiều rồi và các em học sinh đã tập hợp rất là đầy đủ ở trường rồi. Bây giờ thầy cô cũng đang đợi. Dạ, xin mời quý vị khán giả cùng ba chị em mình tiến vào trường ạ. Hồi hộp quá, tự dưng không lắm thôi. Dạ em chào cô. Dạ, dạ chào dạ, các cô bạn, Nguyệt. Các chị ạ. Vâng. Dạ cô dạ, của trường dạ. cô phụ trách bên đoàn thôi cô. Dạ trước tiên thì em giới thiệu em là một giáo viên của trường, giáo viên chủ nhiệm lớp và dạ. thì cũng là nằm trong cái nhóm sức sống tình thương đấy dạ. là được chị Duyên giới thiệu và hôm nay rất vui được đón đoàn và cảm ơn đoàn rất nhiều. Dạ cảm ơn cô. Dạ giới thiệu với các anh chị đây là trường tiểu học Tô Hiệu của em. Dạ. Vâng. Ôi các bé đã tập trung rất là đông rồi mọi người. Vâng. Dạ. Giới thiệu với nè đoàn dạ. Dạ, đây là thầy hiệu trưởng. Vâng. Dạ, em chào thầy. Quay. Dạ. Quay chương trình. Vâng, thầy hiệu trưởng. Thầy Phùng Văn Hiệu hiệu trưởng. Dạ, thầy tên Phùng Văn Hiệu. À Hiệu. Thầy Hiệu. Dạ. Vâng. Dạ tụi em cũng hôm nay cũng cũng nhờ cô Xuyến giới thiệu là được biết đến trường. Hôm nay tụi em có những cái phần quà nhỏ nhỏ muốn tới gửi tặng cho các em cũng như các thầy cô ở trong trường. Dạ em thì cũng là người dân ở Đắk Nông mình luôn. Dạ nhưng em ở ngoài thành phố Gia Nghĩa. Dạ thì lâu lâu bọn em có một vài chương trình nhỏ nhỏ vậy muốn chia sẻ với các bé. Dạ. 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 Dạ, nói chung là cũng phần quà nhỏ nhỏ thôi nhưng mà hy vọng là tình cảm nhiều. Dạ, dạ. Cảm ơn. Hôm nay tới thực sự là rất là xúc động vì thầy cô chuẩn bị rất là chu đáo luôn bà con cô bác. Các em là đã chuẩn bị rồi, em còn nghe nói là thầy cô có chuẩn bị dạ, các tiết mục văn nghệ rồi. Nữa. Để chào đón đoàn và cũng là hoạt động trải nghiệm cho các con luôn. À, dạ. Dạ, nhưng mà trước khi vô ấy em muốn đi xem tham quan một xíu trường mình đúng thầy chia sẻ xíu về trường cũng cho em cũng như là quý vị khán giả biết về trường được không thầy ha? À, trường đây hả? Dạ, em có nhận hình ảnh của cô nhưng mà em gọi là coi trên hình ảnh thôi chứ chưa được coi trường mình đi một vòng cái này trong quá trình mọi người đợi chuyển quà cho mình được. Đi một vòng ha. Được. Hay là chị giới thiệu được không? Dạ. Cho nó được để đây. Ủa chị Phương đâu rồi ta? Chưa các con vào trong đấy xếp hàng chuẩn bị tiết mục văn nghệ nhá. Chờ các thầy cô bưng dạ đây bên này. Bên này thì các thầy cô và bên em đang hỗ trợ mang quà vô bà con cô bác. Rồi chút nữa sẽ có chương trình mình sẽ trao ở đây. Dạ. Dạ đây, giới thiệu để em giới thiệu cho bạn. Vâng. Vâng. Và, rồi, vừa cô. Đi vừa nói nữa. Rồi. Đây. Dạ đây giới thiệu tiểu học. Và đây là trường tiểu học Tô Hiệu. Trường thì được thành lập từ năm 1997 cơ ạ. Và hiện tại thì số lượng học sinh là 518 em. Có 17 lớp. Trong đó thì cơ sở vật chất của nhà trường thì như mọi người thấy là tổng cộng ở đây là bao gồm có 10 phòng học. Một phòng 10 phòng học là xây còn một phòng là phòng gỗ. Và với 17 lớp thì chúng em phải chia ra là 11 lớp học ở trong này, bao gồm kể cả học phòng gỗ và 6 lớp còn lại thì sẽ nhờ địa điểm của trường trung học cơ sở Trần Phú ở phía ngoài mà mọi người đi qua đấy là học ở đó thì gồm có phòng hiệu trưởng, phòng họp hội đồng kia thì chính là nơi cũng là lắp ráp máy tính cũng mới xin được của Ủy ban Nhân dân tỉnh một số máy tính cũ để cho cái mình đi vào trong đấy trong lớp coi thử rồi ha. Tại em coi trên hình em thấy cô chụp nhìn cũng nhỏ lắm mọi người. Thấy có mấy lớp mà đến 500 mấy em học sinh em 518 nha. Dạ. Hôm nay là mới là một nửa học sinh của trường thì, thôi chứ không phải là đầy đủ. Hiện tại thì cơ sở vật chất cũng tương đối thiếu thốn nhưng mà chúng em cũng đang chờ dự án của nhà nước là sẽ có đến lộ trình là năm 2025 thì mới có thể là chuyển cơ sở vật chất của trường kết hợp với cái trường Trần Phú ở ngoài đó và mới có thể lên được trường chuẩn quốc gia. Chứ còn hiện tại thì nói chung là đây mời các chị vào đây em quên không gọi anh Tuyển lên mà nói chứ cũng chia sẻ bà con cô bác là tại sao đợt này thì tụi em lại lựa chọn trường tiểu học
tối hiệu, là tại vì nói chưa, thường thì các đoàn thiện nguyện hoặc là những cái chương trình khác á, là đa phần là đều ưu tiên cho các trường mà đồng con em đồng bào dân tộc thiểu số đó. Thành ra là lần này em liên hệ trường cũng, cô cũng có chia sẻ nghe, cũng nói chung là cô kêu là hầu như là các đoàn khác hoặc các chương trình khác thì đều ưu tiên cho những cái những trường đó rồi, còn trường tính ra lại những trường như này thì lại không được hỗ trợ nhiều đó. Nói chung là khi lúc đầu á thì ba chị em cũng bảo là mình sẽ đi vào để giúp đỡ các bé ở trên vùng cao. Xong rồi khi chia sẻ ở đây thì mọi người nói là các trẻ vùng cao thì đa số bà con trên toàn quốc á, thì ai cũng hướng đến bà con vùng cao nhiều. Tuy nhiên có những cái trường nhỏ nhỏ như thế này này, cô chú anh chị thì ít được biết đến và cũng rất là ít được hỗ trợ. Nói chung cũng sẽ có các trẻ em người đồng bào đến học, nên là tụi em quyết định là thôi một lần mình sẽ trao quà cho các bé ở trên này. Dạ. Nói chung là mình chia sẻ đồng đều đó các ở những ngôi trường khác các em đã được hỗ trợ nhiều thì mình sẽ chia sẻ ở những cái chỗ mà mọi người chưa biết tới hoặc là chưa được chia sẻ nhiều. Ôi, quên cô đang đeo cái mic. Cô ơi. Đang định gọi cái bác bảo vệ để bác mở cái, dạ, cái văn dạ, phòng cho sao? Mọi người dạ. Có gì em mình tham quan dạ. xíu thôi rồi mình xuống mình trao quà cho các bé cũng được. Dạ. Dạ, đây là các phòng học hả cô? Dạ, các phòng học ạ. Dạ. Cũng may mắn là được thầy mỹ thuật ở trong trường rất là khéo tay cho nên thầy cũng trang trí miễn phí cho. Dạ, nhìn nhỏ nhỏ xinh xinh. Xinh xinh mà. Vâng. Rất là dễ thương, sạch sẽ. Thì cô đây chắc đội văn nghệ của cô đây. Chắc đội văn nghệ. Các con ơi xuống rồi. Xuống đó chuẩn bị tới tiết mục văn nghệ của lớp rồi. Đó, thực sự là đến bọn em cũng bất ngờ, nghĩ là mình trao lẹ thôi, nhưng mà thấy cô chuẩn bị rất là chu đáo. Dạ vâng, để tiện đón đoàn. Trời, đứa mặt đứa nào cũng để sáng sủa xinh xắn cho. Rồi, xuống đi con. Đấy. Đồ văn nghệ của lớp, cái nhà lá vườn cứ thế thôi. Dạ, nói chung đợt này tụi em tới thì nói chung cũng số phần quà cũng có hạn. Biết là học sinh trường hơn 500 em nhưng mà tại cũng có hạn thì cũng trao 230 phần. Dạ, hy vọng những lần sau dù còn có cơ hội sẽ quay trở lại. Dạ. Dạ. Vâng. Thì còn đối với chúng em thì khi mà nhận được những món quà đó thì cũng là cái động lực to lớn cho thầy và trò để mà tiếp tục cố gắng phấn đấu. Cũng không mong là được trang bị cơ sở vật chất bởi vì cũng có theo lộ trình của nhà nước, nhưng mà cũng biết là cũng mong muốn cái nguồn động viên từ các con ấy. Vì là các con cũng nhiều hoàn cảnh rất là khó khăn. Nhưng mà các thầy cô giáo thì nhiều khi cái mức lương cũng có hạn thôi, cho nên là đôi khi chỉ quan tâm được một vài em. Chứ còn mà với số quà mà 230 số quà thì đúng là cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới để mà cho các con được nhiều như vậy. Thì cảm ơn đoàn rất là nhiều. Chính tụi em thì cũng không thể nào mà tự làm được. Đây chính là toàn thể các mạnh thường quân, các bà con ở xa hỗ trợ cùng chúng em. Chúng em chỉ góp công sức là chính thôi ạ. Cảm ơn. Nói chung là cũng là phần quà nhỏ thôi, nhưng mà hy vọng là các bé nhận được cũng sẽ vui. Nhưng mà ở thành trường mình là năm cho mấy, là đa phần là học sinh đồng bào hay là học sinh của mình ý thì người Kinh là chủ yếu. Đồng bào thì chiếm khoảng 10% thôi. Nhưng mà từng kinh tế ở đây rồi con em đi học có đỡ không cô? Kinh tế ở đây thì đa phần phụ huynh là khoảng 98% là làm nông hết. Cho nên là cũng phụ thuộc vào giá cả, lúc mất mùa được mùa rồi là bố mẹ làm ăn kinh tế mới. Đi vào đây thì và địa bàn thì nó nằm ở xa trường, tức là ở một nửa ở Nam Bình đây, một nửa ở Thuận Hà, rồi là một số ít thì Thuận Hạnh và nữa, cho nên là có những em thì cách trường phải khoảng 13 cây số để đến trường. Từ đây đi vào tận phía trong kìa các chị, đi đường kia vào tận trong Thuận Hà. Ngàn luôn. Đúng rồi. Bác đi xa lắm luôn á. Nhưng mà thì chắc cũng có xe ba mẹ đưa đón không? Có xe ba mẹ đưa đón. Nhưng mà nhiều lúc cũng khó khăn bởi vì cái chương trình giáo dục phổ thông mới là học sinh sẽ học 2 buổi trên ngày, cho nên là ở lại luôn. Đó. Có nhiều em ở lại trưa chứ ạ. Trưa là cứ nhiều lúc mà cũng mở phòng cho các con vào ấy thì đôi khi lớp này với lớp kia thì nhiều khi sợ mất đồ. Mà nhiều khi các con thì ở trong cái chỗ nhà chức năng vậy thôi. Ăn tạm bánh mì hay gì ở lại trường, bố mẹ không đón. Cứ học bán trú vậy mới ở lại. Mà trường thì không có khu bán trú. Đây cái khu đa năng mà nhà các chị đang xem đấy. Vừa là cái nhà đa năng để tổ chức những cái dịp như thế này, tổng kết khai giảng các chương trình lễ hội, vừa là nơi học thể dục của các con. Mà vừa chúng em sẽ cuôi thành tôn, tí nữa các chị xuống nhìn. Sẽ cuôi tôn ở đó trở thành phòng học Anh văn, phòng mỹ thuật, phòng âm nhạc luôn. Vào cái nhà chức năng này luôn. Nói chung là nhà đa năng. Nhà đa năng.
Rồi thôi bây giờ mình tranh thủ mình xuống mình tổ chức cho các bé. Giờ tổ chức rồi con. Rồi, xuống dạ. Quà xong rồi giờ dạ. Mình xuống rồi có dạ. Gì dạ. Theo chương trình của thầy theo cô. Chương trình của trường này dạ. Vâng, dạ. Đây các anh chị. Lai đi nắm dạ. Cái này kiểu, mà văn nghệ rồi. Dạ, dạ. Chắc được rồi hả em? Dạ, dạ. Vậy dạ. Chị gửi đến. Dạ, dạ, vâng. Cho em xin lại cái này. Dạ, dạ. Cô còn lo việc. Xin chào giới thiệu các đoàn thị huyện từ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện là cô Nguyễn Thị Ngân. Thì các bạn ngày hôm nay xin nhiệt liệt chào mừng ạ. Dạ. Xin trân trọng giới thiệu có sự có mặt của chị Nguyễn Thị Xuyến, đại diện nhóm sức sống tình thương của giáo xứ Hương Sơn. Ngày nhóm kết nối với mặt thường quân xin nhiệt liệt chào mừng ạ. Và xin được chào đón sự có mặt của quý thầy cô giáo, quý phụ huynh và các kính thưa quý vị, trường tiểu học Tô Hiệu hiện tại còn có 17 lớp với 518 em học sinh. Tuy cơ sở vật chất nhà trường còn nhiều khó khăn thiếu thốn, nhưng chưa có phòng thư viện theo đúng chức năng. Tại trung tâm chỉ có 10 phòng học, còn 6 lớp đang học nhờ tại cơ sở trường trung học cơ sở thành phố. Lớp tin học phải học nhờ phòng học ngoài đồng. Còn nhà đa năng, nơi chúng ta đang có mặt ở đây, lẽ ra là khu tổ chức các chương trình, nhưng cũng là nơi để học thể dục. Đồng thời cũng mang tôn lại để thành phòng học văn văn, mỹ thuật, âm nhạc. Hoàn cảnh gia đình học sinh có nhiều khó khăn, nhưng thầy cô và trò không ngừng vươn lên vượt mọi khó khăn trong dạy và học. Và ngày hôm nay, chúng tôi rất vui mừng được đón nhận một món quà yêu thương từ nhóm thiện nguyện của cô Nguyễn Thị Ngân từ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã không quản ngại đường xa và bao khó khăn để trao tặng 230 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là những tình cảm. Sự yêu thương san sẻ mang lại cho các con một cái cách yêu thương và bóng cũng là nguồn động viên to lớn đối với các thầy cô và các em học sinh. Xin chân thành cảm ơn và xin kính mời thầy cùng Quang Hiệu thay mặt nhà trường lên nhận quà. Xin kính mời thầy ạ. Dạ, cái đây chị Huyền ơi, cái đâu rồi? Ôi ngại. Dạ. Trời ơi thầy cô cho. Em cầm. Dạ. Dạ, cảm ơn thầy. Thưa các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, các em học sinh thấy hôm nay trường ta rất vinh dự được kỷ niệm bộ mệnh về hôm nay chúng ta trao em những chiếc quà thật đầy ý nghĩa và tình cảm rất là sâu sắc của thành viên trong đoàn cho thầy trường. Xin chân thành cảm ơn những quà đầy ý nghĩa của đoàn thị huyện. Xin kính chúc cho đoàn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và có nhiều những quà hơn nữa để tặng cho những học sinh không những ở trường công nghiệp ở nói riêng và những học sinh ở những nơi khác cũng gặp nhiều khó khăn hơn. Xin cuối cùng kính chúc đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc của nhân dân. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, chắc không mình trao quà luôn ha cô. À, thầy dạ, dạ. Mỗi tập mỗi một lớp tập 13 đến 15 em học sinh. Dạ, dạ, cô cứ ơi, sắp xếp em mấy theo cô. Và sau đây cô sẽ gặp danh sách các bạn có tên lần lượt lên nhận quà. Và nhờ các thầy cô giáo chủ nhiệm lớp mình hướng dẫn các em từ bên trái sân khấu và xuống bên phải sân khấu để về vị trí ngồi của mình ạ. Đi qua đây, qua đây lên 4C, qua đọc theo danh sách. Cho nên là các lớp nó hơi không theo trật tự, nên các bạn chú ý lắng nghe nhé. Lớp 4C, bạn Châu Phạm Tường Vi, bạn Trịnh Lê Thanh Trúc. Dạ, dạ, cứ theo người cô sắp thành 4C. Phạm Nhật Phương Vi 4C, chị Phương Vi nắm Lý Hiển Long 4C, Trần Đăng Hoa 4C, Lương Nguyễn Tiến Dũng 4C,
Nguyễn Ngọc Song Thư 4C, Phạm Phúc Bảo lên trao chung luôn đi. Nguyễn Bảo Khánh 4C, Nguyễn Thị Ngọc Thanh 4C, Nguyễn Thị Ngọc Thanh 4C và Nguyễn Thế Sang 4C. Rồi các con cứ đứng, các con đứng đi rồi các con nấm nấm để các bé xếp hàng đi rồi mình ấy, con tụi con đứng dài ra đây đi. Đứng, các con đứng ở đây đi. Đây, dạ dạ. Xếp hàng lên các bạn lớp cùng đi. Rồi. Trần Vũ Ngọc Lan, Nguyễn Lê Bảo ở đây, Nguyễn Minh Diện ở đây, Đỗ Hoàng Thị ở đây, Nguyễn Ngọc Nhã Đăng ở đây, Nguyễn Phúc Hải 4D, Phạm Phúc Hải 4D, Phạm Thị Hà Nghi 4D, Nguyễn Phúc Hải 4D, Nguyễn Phúc Hải 4D, Vũ Thị 4D. Con xếp ra hàng đằng sau đi các con. Đây. Đây, cô gửi nha. Rồi, con. Dạ rồi. Các con đứng dịch lên đây xíu nào, đứng dịch lên. Rồi, đứng dịch cho các bạn ở dưới. Dạ, 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 không. Dạ, xuống luôn, cũng được, xuống luôn. Cô gửi nha. Rồi, giỏi. Cảm ơn. Rồi. Từ sau lớp này, các bạn nhớ là các bạn đi lên thử nhận quà. Các bạn cầm quà xong các bạn lên sân khấu luôn nhé. Tiếp theo là lớp 4A. Cô gửi nha. Nguyễn Thế Hiếu 4A, Phạm Minh Hiếu 4A, Phạm Gia Huy 4A, Nguyễn Bảo Khang 4A, Trần Thủ Kiệt 4A, Bộ Ngọc. À xuống bên này, các con xuống bên này nha. Rồi, đi từ từ, đi từ từ. Phạm Vũ Thiên Lâm, Phạm Trí Tuệ 4A. Rồi, đi đi. Rồi các con xuống đi, xuống chỗ ngồi đi. Các con xuống chỗ ngồi, các con xuống chỗ ngồi. Chút khi đó các con xuống chỗ ngồi, xuống chỗ ngồi. Rồi. Thầy kêu lên chụp hình. À. Rồi con đứng đi, đứng lên chụp hình. À, đứng ở dưới đây. Đứng dưới đây ba. À, giờ đứng dưới này rồi. Đứng lên đây chụp hình, đứng lên chụp hình này. Đó. Rồi. Tiếp theo là lớp 2C. Con đâu, con đâu? Đoàn Thế Anh, lớp 2C, Nguyễn Ngọc Bảo Anh, rồi. Em Anh. Rồi. Đây, con đây, rồi con lên sân khấu đi. Đây, đây, của con này. Đoàn Thế Anh, lớp 2C, Nguyễn Ngọc Bảo Anh, em Anh, 2C, Đỗ Vũ Thiên Hoàng, 2C, Phạm Anh Khôi, 2C, Hoàng Thị Mai Lan, 2C, Đỗ Thị Anh, 2C, Trần Thị Hồng Ngọc, 2C, Cô Bảo Nguyên, 2C, Mai Hoàng Quỳnh Nhi, 2C. Bé xíu à? Hàng xe lớp mấy rồi? Anh Nhật Tiên, 2C, và Nguyễn Thiên Anh, 2C. Cẩn thận, cẩn thận, u rồi, không ai nhìn xuống luôn. Rồi, cẩn thận. Trời ơi, bé xíu, lớp mấy con? Lớp 2 hả? À, này là lớp 2 hết hả? Con lên đi, cô xách cho con lên đi. Rồi. Cười lên. Rồi, chúng tôi có lên lớp 1A, Đỗ Anh Khoa, 1A, Phạm Gia Huy. Các con đi xuống đi, các con xuống đi. Cũng bây giờ mấy thầy cô sắp xếp không hả? Không biết sao. Khoa, 1A, Lê Thị Phương Hảo. Rồi con ơi, con đây không hả? Phạm Hoàng Thị Hoàng Thị Hoàng Thị Hoàng Thị Hoàng Thị Trần Diệp Thảo Nguyên một lần. Xách được ơi. Trời ơi, tay của kia. Đây, đây, nhận quà rồi con lên nha. Rồi, cảm ơn. Rồi, ui dồi. Ui dồi, ui dồi. Rồi. Nó bay thôi chứ. Nó bay lên, nó không ai nhìn xuống dưới hết trơn á. Rồi, giỏi. Cảm ơn, cảm ơn. Đây của con này. Rồi. Đây, tốt này, nhanh nhẹo này. Nhanh lắm. Rồi, của con. Ơi giỏi. Thôi, cứ ấy đi rồi.
Đâu đâu, nào đứng gọn vô nào. Rồi, rồi. Rồi. Xuống nha. Rồi giỏi. Đây đi, con đi bên này, con đi hướng bên này. Rồi giỏi. Rồi, đi xuống ghế của mình nào. Nè của con. Đây 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 đây. Cẩn thận. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Này chị Phương lên đi chị Phương. Con lên đây chụp tấm ăn. Ê các con đứng dịch lên, các con đứng dịch lên, xem đứng nào thỏ xuống nhở. Đứng cao lên, ôi cái tóc này cao quá. Cười lên các con, cười lên. Rồi, rồi, mời các con xuống nha. Rồi. Đây này, cái tóc này lâu chụp được này. Đi cẩn thận con, đi cẩn thận, đi cẩn thận. Cầm cầm rồi đi cẩn thận, đi cẩn thận. Rồi đi cẩn thận, đi cẩn thận. Dạ cái tóc này kéo xuống nữa. Đi đi nào, đi 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 Nguyễn Thị Quân 53, Nguyễn Minh Phương 53, Trần Quốc Phú 53, Trần Thanh Huyền 53, Vũ Bảo Yên 53. Đi cẩn thận nào. Nguyễn Thị Thu Thủy 53, Nguyễn Ngọc Tuyết 53, Nguyễn Thức Vân 53, Ngô Hoàng Cát Thiên 53. Em cứ tưởng đây chỉ lừa chị nhé. Dạ, dạ. Em cứ tưởng để chị lừa chị nhé. Đây. Tiếp đến là đây, đây, con, con này. Con Nguyễn Quân Kiệt 1D, Phạm Đăng Thắng 1D, Phạm Đăng Khôi 1D, Trần Thị Thu Thủy 1D, Trần Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 1D, Lê Ân Kiệt 1D, Lý Hoàng Nghiêu 1D, Nguyễn Đức Hà 1D, Lê Ngọc Hoài An 1D, Vũ Văn Hà 1D, Nguyễn Thị Kim Ngân 1D, Trần Đức Miến 1D, Vũ Thân Thảo Nhi 1D và Cao Khánh An 1D. Đây nha. Trời ơi, lớp 1 đây mà, nhỏ bé. Trời ơi, mầm non tương lai của đất nước con ơi, nặng quá. Đây, 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 nhận quà đây. Rồi, đây, đây. Xếp hàng từng bạn. Đây, con. Rồi, con đi lên sân khấu chụp hình. Rồi, cẩn thận con, cẩn thận, từ từ, cứ từ từ. Trời ơi, cái mầm non à, ui, rồi, bạn này to quá. Đỗ Hào Thiên 3C, Phạm Mỹ Ngọc 3C, Đỗ Trung Kiên 3C, Nguyễn Thị Thu Giang 3C, Lê Thần Nhân 3C, Nguyễn Thị Như Quân 3C. Rồi, mời các con xuống nào, mời các con xuống, mời các con xong rồi, đi đi đường này, đi đường này, đi đường này, đó. Đây chào các bạn luôn, con đứng ở đây nha, các con đứng đây. Rồi, mời các bạn xuống nào, xong rồi, xong rồi. Đây, đây, đường này, đường này, đường này. Đường này, đúng rồi. Rồi, các bạn, bây giờ mình xếp hàng ở đây nha, xếp hàng, xếp hàng. Dạ rồi. Dạ, nhà mà bảo khuyết tật chị bảo em. Dạ, 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 dạ. Đây, đây các con đọc danh sách lớp bảng lớp 2B. Trần Quang Khánh 2B. Nguyễn Phương Duy 2B. Đi đầu kia. Phạm Thân Kiên 2B. Sang bên đầu kia. Lê Đức An 2B. Rồi, sang đầu kia, sang đầu kia. Cần Duy Khang 2B. Tên tiếng Anh 2B. Con lớp gì? Phạm Lý Quân Duy 2B. Con lớp 2 à? Lớp 2 thì đợi xíu cho bên, bên này chụp, đợi xíu cho bên này chụp ảnh đã. Rồi rồi, mời các con xuống. Rồi. Rồi, đâu, đâu, lên. Đăng Quang Thiển 2B. Vâng. Bây giờ con xếp hàng. Ê, đây 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 đây, đợi cho. Rồi cho con xuống đi. Rồi, bây giờ xếp hàng này. Rồi, xếp hàng, xếp hàng. Rồi, không sao. Rồi. Các bạn lớp 4B. Trần Hải 3B. Xếp hàng, xếp hàng, xếp hàng chụp ảnh. Trần Hải Khắc Linh 4B. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, quê, 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 quê. Bỏ khẩu trang ra, bỏ khẩu trang ra. Trần Quốc Thịnh 4B, Hà Hồng Sơn 4B, Nguyễn
Hùng bóng ba, Vũ Thị Sa Nhi bóng ba, Vũ Trần Hoàng bóng ba, Nguyễn Hoàng Hải bóng ba, Nguyễn Hoàng Thảo Phương bóng ba, bóng ba. Sau bóng ba là đến ba bên. Này con, ở xếp hàng nào, xếp hàng chưa, con đẹp chưa nào, xếp hàng con đẹp chưa, dịch vô, dịch vô. Rồi, dịch vô, rồi, đủ chưa, đủ chưa? Đủ chưa? Còn ai còn bạn này lớp mình không? Có à? Nhanh nhanh lên chụp ảnh rồi, cười lên, bảo khẩu trang ha, bảo khẩu trang ha. Hà Nguyễn Hải, cười cười cười. Vũ Thị Kim Ngân 3B, Vũ Tiến Đạt 3B, Phạm Thị Kim Ngân 3B, Bùi Hữu Phước 3B, Nguyễn Phương Lân 3B, Nguyễn Thế Phương 3B, Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 3B, Trần Minh Đăng 3B, Nguyễn Quốc Dương 3B. Đây. Phạm Quang Vũ 3B, Trần Thị Ngọc Ánh 3B, Phạm Thị Nguyên 3B. Rồi lên, cười lên, vô. Đây của con này. Rồi xếp hàng nha. Đây của con. Rồi cười lên xếp hàng nào, lên xếp hàng rồi cười thật tươi. Xếp hàng cười thật tươi nào. Sau 3 xếp hàng, xếp hàng, xếp hàng. Xếp hàng nào. Xếp rồi. Rồi cười Trang tươi lên nha. Trang Xuân Giang 3, Đinh Xuân Lộc 3, Quân Nhật Khánh Linh 3. Rồi nhìn kia, nhìn kia. Trần Văn Cảnh 3, Lê Hữu Đạt 3, Nguyễn Âm Tú 3, Đoàn Ngọc Phương Anh 3, Bùi Thị Thu Hà 3, Lê Chương Khánh Tên 3, Trần Hà My 3, Trần Ngọc Trâm Anh 3, bà Nguyễn Thị Thân Thảo 3, Minh Anh 3. Mình bỏ khẩu trang ra cho đẹp nào. Đây, cầm một tay. Rồi. Đây, đây chị đây, chị đây, chị đây. Đây. Rồi, cười lên. Rồi, được rồi, chúng ta cười lên, cười lên. Rồi, dạ, để cứ để các bé. Rồi, dạ, 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 dạ. Lượng ơi, lượng, lượng. Cười lên, cười lên, cười lên. Một bên. Từ từ đợi xíu con, đợi xíu. Rồi mời các con xuống nha. Đây đi đường kia xuống. Đúng rồi, giỏi. Nào, không các con con thứ hai lên. Cô Hải Hoàng một bên. Rồi giỏi quá nào. Một bên. Trần Duy Mạnh một bên. Đỗ Minh Quân một bên. Phạm Thị Bảo Trâm một bên. Này của con. Hả? Tiếp theo là đến lớp. Nam Thiệp 5B, Nguyễn Anh Tài 5B, Phạm Văn Tặng 5B, Vũ Ngọc Xuân Dương 5B, Nguyễn Thị Hải Yến 5B, Phạm Võ Thị Tuyết Ngân 5B, Nguyễn Phong Giàu 5B, Đinh Xuân Bắc 5B, Phạm Duy Hiếu 5B, Nguyễn Thị Hà Trâm 5B, Phạm Thị Nguyễn Trúc 5B, Phạm Trường An 5B và Trần Hải Kiều Anh 5B. Đây là danh sách các bạn được nhận quà ngày hôm nay. Này của con nha. Rồi xếp thẳng hàng ba nào. Bỏ khẩu trang ra chụp cho đẹp con. Không thì mình đủ mà mình. Thẳng hàng ra như thế này. Đây đây đứng trên cái vạch này này. Rồi giỏi. Vậy là bạn nào có tên trong danh sách mà cô giáo báo ở lớp mà chúng ta chưa được nhận quà không ạ? Đó là có bạn nào mà có tên cô giáo nêu ở trên lớp mà bạn chưa được nhận quà thì lên nhận quà nha. Ba bạn chưa đi thì để mai bạn tặng sao lại đánh vào lớp hay kỳ vậy? Dạ 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 đây ạ. Lấy bạn. Dạ rồi. Cô hỏi lại còn bạn nào mà có tên trong danh sách cô giáo bên ngoài lớp và chúng ta chưa được nhận quà không? Chân thành cảm ơn các anh chị em trong đoàn thiện nguyện đã vì tham gia
trao các phần quà cho các bạn học sinh ạ. Không có à, đi lên đây cho. Xin cô đi hai tay. Bạn nào mà chúng ta đi xe buýt thì chúng ta xuống nhanh lên trên hình như xe buýt thì có hai là đang đón rồi. Giờ cũng hơi trễ rồi bà con cô bác nên là các bé nhận xong cũng phải tranh thủ để về. Ở đây lên đây. Em xin một phần đấy ạ. Hết rồi đâu. Ờ hết rồi ạ. Thiếu thì cô cứ nói, các cô gửi về cho các bé là được. Đây chị chồng cùng nhỏ cho. Rồi đó. Dạ đây, vậy em gửi thêm em. Cô vậy còn thiếu 3 phần đúng không? Ngại quá thật ơi. Dạ rồi được. Trời ơi, tội nghiệp bé xíu rồi cầm cái đồ. Còn phần quà của thầy cô mà. Chắc mình gửi luôn đi. Còn thành quà của thầy cô chắc gửi luôn. Kê đi nhỉ. Dạ. Dạ các em trao xong rồi giờ còn em xin phép gửi tặng các thầy cô phần quà riêng của thầy cô. Dạ. Hôm trước là nó mấy cái quà đoàn là xin chuyển cho các bé học sinh vậy mà. Dạ. Chú đáo quá. Dạ thưa thầy với lại các cô thì tụi em thì nói chung là cánh tay nối dài của quý Mạnh Thường Quân thôi. Thì những cái phần quà này tụi em thay mặt cho các anh chị Mạnh Thường Quân ở trong và ngoài nước gửi tới quý thầy cô, tại vì biết ở vùng sâu vùng xa đó. Thì không những là các em nó thiếu thốn mà quý thầy cô cũng chịu nhiều cái thiệt thòi. Thành ra là thôi hôm nay là tụi em như gửi một cái món quà Tết sớm để gieo chúc cho quý thầy cô mình, thứ nhất là công tác thuận lợi, gặp nhiều may mắn và suôn sẻ. Cái thứ hai là có nhiều sức khỏe và gia đình vui vẻ hạnh phúc. Dạ em cảm ơn ạ. Dạ rồi. Thì trước đó thì bên bạn Ngân có nhận được cái danh sách là 31 thầy cô, không biết là mình có đủ không hết thầy hay là còn có phát sinh thêm không? Dạ rồi. 31 ạ. Dạ. Vậy thôi giờ ở đây có quý thầy cô xin mọi người lên sân khấu cho em xin tấm tượng trưng thôi. Rồi còn phần mà còn lại quý thầy cô chưa đến thì tụi em gửi để nhờ thầy hiệu trưởng với chị ở đây thì gửi cho các thầy cô mà vắng mặt giùm em. Dạ rồi. Em xin cho 3 tấm. Hẳn 10 tấm không chị ạ? Dạ. Đây mình sang bên này mình lên đề nghị các cô lên hết đi. Em mình mang dư 2 phần đó là 3 phần để quên á. Cái đó để thầy cô với là chị Xuyến. Không, mình mang dư 3 phần của mình. Không, cái dư thì mình cứ để lại, tại còn mai mình còn là chị để riêng ra để quên. Đúng rồi, để riêng ra. Bảo vệ không? Không, không có, từ cứ để riêng cái đó đi rồi. 31. Mà dư là 4 phần chứ, 31 là 4. 31. Mình 35 mà mình 35 phần. Muốn tặng cho chú bảo vệ một phần. Không, không, cái này nó khác nên nó mà em tặng được nhưng mà tặng cái khác đi. Cái này mình sẽ để xem cái dịp nào. Mình có thôi mình cứ lên đi thầy cô đợi được kìa. Em đang ở dưới thực hiện. Dạ.
Em gửi cô ạ. Đồ, cảm ơn chị nhá. Em gửi cô. Dạ, em gửi cô. Dạ, đây chị Xuyến. Không ạ, cái này là chị Xuyến phải nhận cho em vui. Dạ. Chị Xuyến là hỗ trợ rất là nhiệt tình. Thầy, thầy còn thầy nữa. Các thầy dạ, vừa nãy phát biểu rồi ạ. Các thầy lên. Thầy ơi. Còn 3 phần là của mình em dư á, 3 phần. Ừ, cho nên em xách ra xe 3 phần đi để hậu quên mất kia. Ừ đúng rồi. Dạ. Đây dạ em gửi. Dạ đây em gửi thầy. Dạ. Ở đâu? À dạ mời thầy lên chụp hình luôn. Dạ dạ, nắm đứng vô nắm. Rồi. Đây bên kia còn thầy nữa kìa. Rồi. Dạ, hôm nay em được làm thầy. Rồi. Dạ. Mời thầy hiệu trưởng lên luôn, thầy ơi lên luôn đi thầy. Thầy đứng với gái thầy xấu hổ. Dạ, cảm ơn các cô các thầy. Dạ. Với nhóm mình. Dạ dạ. Đây để em bỏ cái quà. Dạ phần này kính gửi tới thầy ạ. Dạ bà con cô bác, vậy là tụi ba chị em đã trao xong 230 phần quà và 32 phần quà cho giáo viên, 230 phần quà cho học sinh và 32 phần quà cho thầy cô giáo. Bon 6 giờ luôn. Bon đúng 6 giờ tối là trao xong, nói chung là cũng nhờ thầy cô hỗ trợ. 6 giờ. Thầy cô hỗ trợ nên làm trao nó cũng nhanh. Dạ, rất là quy củ. Có chụp hình hết lại. Tại vì á là thứ nhất là các bé nó tới sớm quá. Cái thứ hai là tụi Phương có hơi trễ 30 phút nữa cô chú anh chị. Thành ra là có mấy bé là nó không có chờ được nó về. Dạ, đúng rồi, cho nên là các cô chụp hình lại để xem lớp ai bị thiếu để mà gửi thêm quà thôi chứ không phải là gì. Dạ. Không, tại vì ở trường mà thầy cô cũng muốn chụp hình lưu niệm cho các bé. Nói chung cũng vui mà. Thầy cô giờ vẫn còn đang đợi mình về. Mà nhìn mấy đứa nhỏ nó xách cái túi quà, cô chú anh chị không biết là có thấy trong video clip không, nó xách khệ nệ, xách lên cái bậc này không nổi á cô chú anh chị. Tại vì bé bé không mà. Lớp 1 đó, lớp 1. Dạ. Bự hơn cái túi quà được chút xíu thôi. Dạ. Thôi mình cũng tranh thủ mình về để cái thầy cô về nghỉ ngơi. Sáng mai thì tụi em sẽ tiếp tục quay trở lại để thầy cô nghỉ ngơi hay tụi em nghỉ ngơi. Cả hai. Dạ thầy cô cũng đợi mình về thì cô mới về đó. Dạ. Ngày mai thì tụi em sẽ quay trở lại để làm một bữa ăn vào buổi chiều. Dạ, cảm ơn quý bạn thường quân rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.